say. Happy New Year, Happy New Year. Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội. Ôi thủ đô trong trái tim ta, Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, một trái tim hồng. Liên khúc Hà Nội trong trái tim ta của nhạc sĩ Trần Hoàn và Nguyễn Đức Toàn. Bài hát này đã đoạt giải đặc biệt tại Liên hoan văn nghệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2005. Hôm nay, ca sĩ Gia Phúc và Minh Thông xin được trình bày lại. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bằng một bài ca ngợi theo anh,
thầm Hà Nội như Hà Nội. Những người con cùng bước chân đến đây thương, ta rồi ngày mai ta xa nhau. Yên tâm anh nhé mà đi, quan tâm ta ngày sinh không có hề đi. Ơi có từ bao giờ mấy ngàn năm trôi tràn rực rỡ, Hà Nội ơi nao nức bài ca vẫn ngân vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang trong lòng bao nhiêu nỗi nhớ, nhưng ánh đèn quá sông Hồng. Qua bao tháng năm dấu xưa oai hùng của một thời quê hương chiến đấu, để Đức Giang uy nghi tháp xăng cao và nguồn xăng dầu như dòng máu nóng chảy đi muôn nơi dựng xây quê hương ta. Đó là những ca từ trong bài hát Tâm tình người lái xe xăng dầu của nhạc sĩ Cao Phong. Ca sĩ Phạm Gia Phúc xin gửi tới mọi người thưởng thức. Của một thời quê hương chiến đấu, để Đức Giang uy nghi tháp xăng cao. Với tôi tháng năm là bao kỷ niệm, bạn bè ở đây ai đã ai đi xa, vì nguồn xăng dầu như dầu dòng máu nóng chảy đi muôn nơi dựng lên quê hương ta. Từ lên bàn em quanh quanh có dốc núi, đường về bàn em qua bao phút quen, em mong tôi bao ngày qua từ lặng thầm đến bàn con. Ôi nghe đâu đây âm vang tiếng hót, theo xe tôi qua đầy những đua hót, cùng tiếng hát của người lái xe, để những chuyến xăng dầu đi xa. Ai đã đi xa vì nguồn xăng dầu như dòng máu.
bạn em non xanh thương yêu, đường về thủ đô lung linh hiền thôi. Em mong tôi bao ngày qua từ thủ đô đến bàn con, tôi nghe đâu đây âm vang tiếng hót theo xe tôi qua cùng bao hương về đất nước một ngày sáng tươi để duyên thân đầu đi ta. Theo xe tôi qua cùng bao mơ về đất nước một ngày sáng tươi để những chuyến săn đầu đi xa. Thank you.
đang nghe Tổ quốc gọi tên bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa rồi vào Gành Đá. Oh.
trong bài hát cũng dội vào lòng chúng ta những cảm xúc khó tả. Đó là sự phấn chấn, là sự tự tin, xúc động đến trào nước mắt. Một lần nữa, xin cảm ơn đồng chí Phạm Gia Phúc. Xin mời các bác cứ tiếp tục. Hello.
quan sát các nào mọi người qua để tôi cảm thấy rất là gia đình giỏi chủ quan chủ động làm cho chúng ta về truyền thống làm cho ngành truyền thống đây cái biếu muối để cho biếu trước tương này anh muối á muối dưa đấy đúng khu ngoài sao cái này ngoài sao thích lắm nước trà đá mà ăn thì nó lạ anh em thế thì báo cáo các cụ có năm vấn đề thì các cụ nghĩ thêm thêm còn vấn đề thì các cụ cũng cho ý kiến thì trên đây là một số cái đánh giá hoạt động năm 2022 cái định hướng 2023 xin các cụ suy nghĩ trước tiên tôi xin thu thập lại để viết báo cáo trình bày trước khi bộ mặt là gồm 20 tháng để trước mức các cụ ý kiến xin mời chủ tịch cho ý kiến chỉ đạo tham gia thêm một số. Vâng, kính thưa các chú các anh các chị, chúng tôi rất là vui vì lâu rồi nay qua được tặng được họp rõ cái tình hình dịch Covid mà được có cả mấy năm rồi các đồng chí các ngày gặp mặt năm 2022 thì cũng biết là nó cũng gặp nhiều cái khó khăn do cái đại dịch, đặc biệt do ảnh hưởng của cái chiến sự Ukraine và Nga, cho nên cái xăng dầu trong quý 3 và quý 4 nó ảnh hưởng nghiêm trọng. Thứ nhất là không có nguồn, các đơn vị hoạt nhập là lỗ và do tỷ giá rồi do nguồn rồi do cấm vận, cho nên là các đơn vị trong 28 đơn vị nhập khẩu thì còn lại có vài đơn vị lớn nhỉ, cho nên nguồn nó đổ xô về bên cho nó mất. Mà bên tôi đứng mấy thì để nhập về bán là lỗ, thế cho nên là cũng nhập theo kiểu ăn đông, dẫn tới cái mức độ thiếu cục bộ về nguồn. Và từ đó thì việc kinh doanh xăng dầu muốn bán hàng thì càng bán thì càng lỗ. Riêng kinh doanh xăng dầu năm 2022 là công ty gần như là không có lợi nhuận, bởi vì chiết khấu trước đây là bình quân được 800 thì năm vừa rồi tính bình quân ra là có hơn 500 nên sinh ra lỗ. Nhưng tuy nhiên cái rất may cho công ty là cái vận tải trong quý 3, quý 4 vừa rồi do cái nguồn hàng nó khó khăn như thế cho nên công ty phải tổ chức lấy hàng ở rất là nhiều cái điểm rất là xa, thí dụ như phải vào tận trong kho Nghi Sơn lấy hàng, quãng đường vận chuyển thì nó tăng. Và tất nhiên nó cũng có cái phức tạp, thậm chí là năm 2021-2022 công ty không đầu tư phương tiện, thế cho nên là dẫn đến quý 3, quý 4 nó thiếu trầm trọng phương tiện và có anh em lái xe là gần như là chạy đến 60 công. Cũng mừng cái 60 công thì đến bây giờ thì cũng vẫn an toàn. Và cái mừng nữa là có anh em lái xe thu nhập cao nhất là 45 triệu một tháng. Rất là cao. Lương của chủ tịch công ty thì có 32 triệu thôi, lương lái xe là 45 triệu. Đấy, rất là cao gấp dưới chủ tịch. Nhưng mà cái điều đó nó rất mừng cho anh em. Tất nhiên là anh em rất là vất vả, công ty được rất động viên bằng nhiều chế độ khen thưởng rồi động viên một thứ thì anh em mới chạy được. Còn trong cái hàng thiếu xe và soạn cái nhu cầu tăng vọt thì năm nay thì công ty hoàn thành kế hoạch nên là vận tải là khoảng 118%, xăng dầu sản lượng xăng dầu thì 105%, và cũng đặc biệt là công ty giữ được cái lợi nhuận đạt khoảng 105% kế hoạch. Nói một con số này để các chú canh các chị cũng hết sức mừng và đánh giá ghi nhận công ty là hiện nay tổng công ty thì có 300 tỷ tiền vốn tổng ty dịch vụ thì góp vào công ty chúng ta là khoảng 5735 là khoảng 35 tỷ, tức là số vốn của công ty của tổng công ty góp vào chúng ta là khoảng 10% so với vốn của tổng ty, nhưng mà lợi nhuận công ty chúng ta làm ra là 23 tỷ trên tổng số 46 tỷ của tổng ty, tức là vốn góp thì có 10% nhưng mà mang lại cái lợi nhuận thì là 50%, còn lại 8 đơn vị khác thì 90% vốn nhưng mà chỉ mang lại được cái 50% lợi nhuận thôi. Thế có thể nói rằng ấy là điều đó minh chứng cho cái việc cái tổ chức sản xuất kinh doanh công ty nó hết sức hiệu quả, vốn ít nhưng mà lãi cao, thì từ đó nó sinh ra một cái chuyện là cái tổ chức công ty thì năm nay thì năm ngoái thì công ty chia 15% cũng là đứng cao nhất trong ngành, tập đoàn thì chia có 12 thôi và các công ty trong ngành có đơn vị chỉ có 5% thôi,
mấy cái đơn vị vận tải như chúng ta Sài Gòn mới kiếm chỉ có 5%. Báo cáo với chú Hoàng là vận tải trong kia thì vốn tương đương với vốn chúng ta, nhưng lợi nhuận năm nay chỉ đạt được có 10 tỷ, trong chúng ta là 23 tỷ. Thì phải nói rằng đấy là cái số so sánh của Sài Gòn tương đương chúng ta. Thế còn thu nhập tiền lương của cán bộ nhân viên ấy, thì năm nay rất chỉ khoảng bình quân khoảng 17 triệu đồng trên một người ngân hàng. Trong khi đó thì so sánh thì Nghệ Tĩnh thì đang có cái thu nhập bình quân khoảng 7 triệu rưỡi trên đầu người, thì chúng ta là 17 triệu. Để nói rằng là tiền lương thu nhập ta cao gấp đôi cái công nhân của cán bộ nhân viên của Nghệ Tĩnh. Đây là một con số để chúng ta minh chứng rằng là hai cái vấn đề, một là hiệu quả kinh doanh, hai nữa là cái thu nhập của người lao động. Và là cái tổ chức thì nói là cũng thông báo cho chúng ta cái chị để cũng hết sức mừng cho cái trong hoàn cảnh khó khăn như thế cũng được, thì cũng được. Và nhất là các chú anh chị mà còn có cái thứ nhất là còn có cái cổ phiếu công ty thì vẫn cứ tin tưởng, mà cũng giá này trên thị trường nó chỉ có 20 mấy thôi, cũng cứ tin tưởng. Nếu mà đấy thì mà lãi suất tiết kiệm và lãi suất tiết kiệm bây giờ nó tăng lên rồi khoảng 10% thôi, nhưng mà những thời điểm mà lãi suất tiết kiệm có 6% thì chúng ta một năm được 15% thì cũng rất là tốt, thì cũng nên giữ nó hai cái nghĩa. Một cái nghĩa là chúng ta cũng hưởng cái thành quả chúng ta 30 năm xây dựng và đến bây giờ thì nó vẫn tiếp tục cho ra trái ngọt. Cái hai giữ cổ tức thì là cổ phiếu để gắn bó công ty, đi thoảng cái hại cổ đông anh Hoàng sáng nay có nói là anh không bán mà anh chỉ cho các con để sau này nó tiếp nối, đấy là một cái chuyện truyền lại cho con đấy, sau này cái Hồng nó làm ở đây, con gái Hoàng làm đấy, cái con rể nó làm đấy thì cho chúng nó để mai kia nó làm cổ đông nó mới phát triển, thì mang công chúng đi này cũng ý nghĩa đấy. Cũng anh em này các thế hệ trước đã xây dựng thế hệ sau cháu cũng đã rất cố gắng giữ gìn và phát huy nó. Chúng ta chỉ hết sức mừng. Thế còn đi vào cái tình hình gặp mặt hội thì qua cái thông báo của chú Hoàng ấy, thì chủ tịch hội thì cũng phải nói rằng là quan hệ lãnh đạo công ty cũng đánh giá rất cao cái trách nhiệm, những cái nhiệt huyết, cái hoạt động của hội chúng ta nói ban liên lạc nói riêng và của hội hữu trí nói chung. Thực ra thì trong những năm Covid thì gần như là theo nghe ngóng các đơn vị thì các cái hội hữu trí là ít hoạt động. Thứ nhất là ít hoạt động do lý do cơ bản ấy, là hai cái lý do cơ bản, một là các cụ là tuổi cao cho nên là cũng ngại tiếp xúc với mọi người, tránh cái lây chéo rồi dịch bệnh. Cái thứ hai nữa là đúng là dần dần thì cũng mỗi người có ý, thế nhưng mà đối với công ty chúng ta thì vẫn duy trì được cái hoạt động thăm hỏi các thứ, rồi là vẫn tổ chức, thế là tôi cho rằng cũng hoạt động hết sức tốt trong điều kiện như thế, mình vẫn giữ được cái tình cảm, vẫn giữ được cái công việc của hội. Xin biểu dương và động viên các cô các chú anh chị trong việc này. Thế còn đối với những cái việc tới đây ấy, thì như chú Hoàng đã nói thì phía lãnh đạo công ty cũng đã có bộ ý và thống nhất là ba năm vừa rồi chúng ta không tổ chức cái gặp mặt các cụ. Năm nay thì cũng sẵn lại vẫn lâu rồi cũng không được gặp mặt, thì năm nay sẽ làm vận định thì vẫn chốt vào ngày 20 tháng chạp, tức là nó sẽ rơi vào ngày thứ bốn và lịch dương lịch là nó ngày 11 tháng 1. Các chú ghi vào lịch để thống nhất cái điểm này. Cái điểm thứ hai là về mặt toàn bộ cái việc thông báo, cái việc họp mặt ấy, thì cái này thì vẫn là trách nhiệm của ban liên lạc. Tuy nhiên thì ban liên lạc cần cái gì đối với cái việc để công ty hỗ trợ cái việc thông báo tới nơi thì các chú cho ý kiến, bởi vì các chú biết ở trong ban liên lạc thì mặc dù nhiệt huyết thì rất là cao, nhưng là trách nhiệm rất là lớn, cũng có tuổi. Cái thứ hai là nói như chú Dũng, chú Phúc vừa rồi có câu chuyện điện thoại thôi, là bây giờ lừa đảo rất là nhiều, thế cho nên là nghe nó ngại, nhiều khi điện các cụ thì các cụ cháu không nghe, đấy, cho nên là năm nay cũng cẩn thận nó khó chứ không ạ, cái thành phần đến không biết là thông báo thế nào, các chú cố gắng làm, đã làm không làm thì thôi làm, cố gắng không đủ, đấy cái trạng đến mà nó vèo vèo rồi là nó nhìn nó không hay, thế nhưng mà cái liên lạc nó là cái vấn đề, đúng không? Đấy là cái việc thứ hai, cái việc thứ ba là về cũng phải nói đến quà, thì năm nay công ty vẫn có một cái cuốn lịch bằng cái suất quà là 200.000. Nhưng mà riêng cái nghìn công ty năm nay thì nó rất là hay. Năm nay là nghìn club. Và có một cái rất hay là năm nay công ty cũng chọn cái nghìn club này thì mỗi cái tờ lịch nó là một cái ghi một cái bài thuốc theo cái lá cây. Nên nói rằng này để các chú lưu ý là khi sử dụng lịch là đọc cái đó, đọc cái tờ lịch có một cái bài thuốc dân gian Việt Nam. Tức là nói như thế đó có 365 cái bài thuốc từ cái lá cây của Việt Nam thôi. Nó là cái sự tổng kết thôi, người ta tổng kết vào đấy thôi, thì các chú thấy cái gì nó đúng thì chỉ sử dụng, nhưng mà cũng nên tham khảo, nên tham khảo thì cái nền năm nay nó có cái giá trị, nó cũng về mặt nội dung thì nó tương đối tốt, nhưng công ty cũng tiết kiệm, nó không được
cái quần lớp của nó không 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 chán camera, không chán MD, nhưng mà nói chung là cũng được. Vâng, thì về tâm mai nó nhiều tiền hơn mình có đang, nhưng mà thôi thì cũng là cái quà mà các chú cũng trân trọng những cái đó, thì cố gắng là làm sao để cho các chú thì cầm với mình có ý nghĩa, nhất là các cụ này nó thích dùng lá cây hơn là thuốc tây đúng không? Ý nghĩa của nó là gì đấy? À, đấy là cái việc, cái còn về mặt ăn uống buổi hôm đó thì cũng rất là mong là trời nó nắng ấm để các cụ đi lại thì nó thuận tiện hơn. Thì ăn uống thì vẫn như một năm thôi, ban liên lạc và các lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo công ty từ cấp phó hoặc phó trưởng phòng trở lên, tổng trưởng trở lên thì vẫn cũng mệt hơn. Và chú thì còn các cụ các cái phương pháp của hàng thì vậy, đang đứng đâu thì khó. Hai nữa là các cụ ngại một phần bệnh, chúng ta nói thì nói, chúng ta vẫn phải giữ gìn. Bởi vì Trung Quốc thì chúng ta ở Việt Nam bây giờ là hơi quay thường cái bệnh dịch, nhưng bên Trung Quốc bây giờ còn đang phong tỏa đâu. Thế cho nên không hiểu sao Trung Quốc còn làm như thế. Chứ Việt Nam bây giờ không ai bị nhiễm bệnh, nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ gìn. Trung Quốc ngày 40.000. Vâng, nó không biết Việt Nam sao bây giờ nó thế nào, nó không bị bệnh hay sao, nó cũng đâu cũng không quan tâm nữa, nhưng mà phải để không ai sợ. Mà chắc biết có ai biết hay không. Bị thì nó ở mức độ nhẹ. Đấy, nó chỉ là bệnh nhẹ. Thực ra thì như cái cháu như em thì đã lại nhiễm lại Covid rồi, nhiễm lần hai rồi. Cũng nó bị một lần, cũng nhưng mà nó nhẹ, mấy ngày nó khỏi thôi. Thì nói thì cũng thử, cũng test đỏ ảnh, cũng nhiễm. Nhà mấy người bị nhiễm lần hai. Thế thì vì cái việc đó nên chúng ta vẫn phải giữ gìn trong cái việc cái ngày gặp mặt ấy. Tất nhiên là hôm đó thì công ty vẫn cứ phát khẩu trang. Công ty sẽ mua để các cụ đến thì các cụ phải đeo khẩu trang. Và trong cái thông báo, trong cái cuộc họp thì chú Hoàng chỉ đạo cho chú Dũng cũng phải đăng nhở qua loa, bởi vì nói mà anh em công ty nói thì sợ các cụ tự ái. Nhưng các chú nói là đeo khẩu trang, mình vừa giữ cho chung cho nhau hai cái thể hiện cái hình ảnh cái khi này các cụ phải rất tương cộng và rất tương gì. Đấy là cái việc thứ ba. Cái việc thứ bốn nữa là cái sinh hoạt của họ thì cũng không đáp ứng nhiều, tuy nhiên thì cũng rất là mong ban liên lạc rồi nhất là thằng Hoàng cũng sẽ tìm những giải pháp những cái chương trình làm sao nó phong phú thêm để phía công ty hỗ trợ được cái gì thì công ty sẽ sẵn sàng hỗ trợ hơn, cũng như là thêm cái cháu nói rất nhiều năm nói đi nói lại thì giống thế thôi, trong tấm lòng và trong thấy cái tình cảm thì lãnh đạo công ty và cán bộ nhân viên công ty luôn luôn tạo được sự hỗ trợ, cũng được về mặt vật chất cũng tình cảm của cái họ. Tuy nhiên thì cũng chỉ đề nghị họ phải tăng cường cái việc thăm hỏi đối với các cô. Không biết rằng năm vừa rồi dịch bệnh thì có thăm hỏi hết không. Thế nhưng vừa rồi có một biết là chống vừa rồi họ cũng đi thăm đi sự thôi. Bởi đi sự vừa rồi là anh cũng ốm, cũng nằm viện suốt và đó cũng thiếu, nó anh cũng nhiều. Đéo ép mà. Vâng, cái tốt rồi. Chỉ nói là mình phải thông tin. Cái thứ ba nữa là trong cái hoạt động đội thì như nhiều năm chúng ta vẫn nói là cố gắng làm một chuẩn tập thơ, nhưng có lẽ rằng là nhà thơ ngọ bây giờ này trong ít xuất hiện. Chú ba thì mất rồi. Cho nên là cái cảm thơ thì rất là khó. Thế hôm nay có chú Phúc thì cũng mong rằng chú Phúc là cái người mà có thể nói là có cái tài năng làm cái phóng sự này, thì nếu mà kịp thời làm được ấy, thì tới đây này trong cái ngày hội này thì sẽ chiếu cái clip mà cái phóng sự chú Phúc làm. Nói chung là mình tuổi có tuổi thì mình làm cái kiểu có tuổi thôi, mình chỉ ghi lại cái hình ảnh thôi. Thí dụ như các chú đi dã ngoại, các chú đi chơi đi, hoặc là các cái ngày hội chiếu lên cho mọi người xem để tạo ra một cái không khí thôi, để cho nó vui thôi. Thì chú Phúc có những điều thì ai có tư liệu thì nhất là chú Hoàng có trong máy ảnh có tư liệu thì gửi cho chú Phúc để mình làm. Bây giờ nó làm nó đơn giản, mà mình đưa lên xong rồi tạo trên trên máy nó đơn giản thôi, gần ít khoảng 10 phút hay 15 phút thì nó rất là tốt, tạo ra một cái hình ảnh. Có ảnh thì trước đây thì cháu đã chụp mấy kiểu nhưng mà cái máy nó cứ thay, thế nhưng bây giờ nó cứ trôi, thì cháu còn thì cháu gửi để chú Phúc. Khi mà lần trước đi các chú đi cái quan cũng chụp nhiều kiểu hết, thế nhưng cùng về cũng để đâu thì ai có ảnh hay có thông điệu thì cung cấp làm cái đầu mối cho Trung Quốc đúng không? Tuy nhiên Trung Quốc phải nghe máy không thể làm Zalo cứ chuyển ảnh cái gì. Zalo với Zalo thì chúng nên làm đấy, thế thôi, tinh thần như thế thì nó một vài đời. Những người các chú anh chị thấy anh trao đổi với chú anh chị thế thì có cái gì chú anh chị cũng tổng cho ý kiến làm cũng phải ghi nhận mà trao đổi. Yeah, right.